Xin chào các bạn, và video hôm nay mình muốn chia sẻ đến cho các bạn đó là món đậu que xào tỏi nha các bạn. Thì mình cần có đậu que nè, đây là nửa muỗng tiêu đen nha các bạn, 2 muỗng nước mắm nha, tỏi băm, nửa muỗng bột ngọt và 1 muỗng đường nha các bạn. Thì bây giờ mình chỉ việc bắt đầu để mình xào đậu que thôi. Thì mình sẽ luộc đậu que khoảng 10 phút nha các bạn. Mình sẽ cho vào đây một ít muối nha các bạn. Để đậu que nó được xanh và giòn nha các bạn. Thì mình luộc đậu que khoảng 10 phút thì mình sẽ vớt đậu que ra ngồi dĩ để ráo giúp mình nha. Mình sẽ cho một ít dầu ăn vào chảo và phi thơm phần tỏi này các bạn. Mình sẽ phi vàng phần tỏi. Các bạn mở lửa lớn nha các bạn. Sau khi mà tỏi vàng rồi thì mình sẽ cho phần đậu que vào xào nha các bạn. Mình sẽ cho hết phần gia vị vào. Đảo đều lên đi các bạn. Mình xào khoảng tầm 3 phút nữa thì mình tắt bếp được rồi các bạn. Thì đơn giản như vậy là mình đã có một món ăn rất là ngon như các bạn, đậu que xào tỏi nha các bạn. Đây. Bấm rất là ngon các bạn. Món ăn rất là đậm đà gia vị luôn các bạn. Đậu que thì giòn, thêm cái phần tỏi nữa rất là thơm luôn các bạn. Và mình xin kết thúc video tại đây. Nếu các bạn thấy hay nhớ like, share và đăng ký kênh cho mình nha. Hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.